Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 9, số dư Quỹ Vaccine phòng COVID-19 là 8.690,4 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Đã có hơn 547.000 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ. Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 đã chi 373,3 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine là 364,5 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng, nên số dư cuối ngày là 8.317,1 tỷ đồng. Thưa quý vị, tại thông báo số 248 kết luận cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất thuốc, vaccine, sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế hỗ trợ hơn nữa đối với các đơn vị nghiên cứu vaccine phòng COVID-19 trong việc hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, gửi Hội đồng Đạo đức, Hội đồng cấp phép của Bộ Y tế cho ý kiến để xem xét việc cấp phép khẩn cấp, trước mắt là vaccine Nanocovax. Bên cạnh đó, thì xin ý kiến các thành viên của hai hội đồng trong việc khuyến nghị về vaccine phòng COVID-19, nhất là vaccine cho trẻ em, phương án phối trộn các loại vaccine, kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022. Tiếp theo chương trình là một số thông tin COVID-19 đáng chú ý. Theo kế hoạch về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 9, thành phố sẽ thí điểm nới lỏng giãn cách xã hội, ưu tiên mở một số lĩnh vực theo lộ trình mở cửa lại hoạt động kinh tế với các địa phương đã cơ bản kiểm soát dịch như huyện Củ Chi, si, Cần Giờ, quận 7 với mức độ nới lỏng mở cửa từng địa bàn xã, phường, thị trấn. Đặc biệt thành phố sẽ nghiên cứu từng bước triển khai thí điểm thẻ COVID xanh với nhiều cấp độ và điều kiện riêng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tính đến hết ngày 15 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tiêm 8,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó gồm hơn 6,6 triệu mũi một và 1 và 1,7 triệu mũi 2. Như vậy, cơ bản thành phố đã bao phủ vaccine mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên và đủ điều kiện tiêm. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét cho các shipper các hãng Grab, Gojek, B giao đồ ăn uống được hoạt động trở lại tại 19 quận huyện Vùng Xanh. Các hãng này được hoạt động trở lại mà không cần phải xin phép cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng trên địa bàn sẽ tiến hành hậu kiểm và xử lý vi phạm nếu có. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề xuất chỉ cho các hãng hoạt động giao đồ ăn uống, riêng hoạt động chờ hành khách vẫn bị cấm. 100.000 lọ thuốc Remdesivir sản xuất bởi hãng dược phẩm Milan thuộc tập đoàn dược phẩm Pfizer đã về đến Việt Nam theo đơn hàng tài trợ của tập đoàn DB. Lô thuốc này hiện đã chuyển tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân nặng. Chuyển sang một thông tin khác. Nhằm đáp ứng mục tiêu kép của chính phủ, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế và nguyên tắc an toàn đến đâu mở đến đấy, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV và các hãng bay đã thiết lập xây dựng chương trình hành lang xanh trong ngành hàng không. Theo đó, ACV đã trình bày khung chương trình hành lang xanh cấu thành từ con người xanh, bao gồm nhân viên hàng không, hành khách, phương tiện hạ tầng xanh, bao gồm sân bay, máy bay và các phương tiện chuyên chở hành khách, quy trình xanh, giảm thiểu tối đa hạn chế tiếp xúc, tuân thủ quy trình phòng dịch với mục tiêu xây dựng tài liệu khung định hướng các biện pháp an toàn sức khỏe để giảm thiểu rủi ro dịch bệnh COVID-19 trong ngành hàng không. Các hãng hàng không chủ trì xây dựng các tiêu chí cho hành khách xanh, máy bay xanh, phương tiện xanh, quy trình xanh. ACV chủ trì xây dựng các tiêu chí hạ tầng xanh, quy trình khai thác xanh. Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương cho biết đến thời điểm hiện tại Hiện chưa có đơn vị nào thực hiện thống kê, điều tra về mức độ thiệt hại của doanh nghiệp và nền kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng về xuất khẩu, 19 tỉnh thành phố phía Nam áp dụng chỉ thị số 16 vừa qua chiếm đến 45% giá trị xuất khẩu của cả nước, tương đương khoảng 9.000 tỷ đồng xuất khẩu mỗi ngày. Nếu tiếp tục đóng băng nền kinh tế sẽ đến lúc gần như tất cả các doanh nghiệp phải dừng sản xuất, thiệt hại là hết sức lớn. Tổng cục Hải quan cho biết, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 8 tháng năm 2021 đạt 297,43 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,2% tương ứng tăng gần 70,8 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2020. Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 8 năm 2021 có mức thặng dư trị giá 1,59 tỷ đô la Mỹ, đưa cán cân thương mại trong 8 tháng năm 2021 lên mức thặng dư trị giá 15,86 tỷ đô la Mỹ. Theo quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures của Singapore, cuối thập kỷ này sẽ có thêm nhiều công ty startup ở Đông Nam Á xuất hiện, với số lượng các công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hàng năm trong khu vực này dự kiến sẽ vượt qua con số 300 vào năm 2030. Trong số đó, Việt Nam được đánh giá là ngôi sao đang lên của khu vực và sẽ nổi lên trở thành quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp lớn thứ ba ở Đông Nam Á vào năm 2022, với thêm nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm trong khu vực cam kết rót vốn đầu tư giai đoạn đầu vào các công ty khởi nghiệp tại đây. Sáng nay ngày 17 tháng 9, trong khi các tỷ giá trung tâm tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp trước đó, thì giá mua bán bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng ít biến động hơn so với cuối phiên trước, sau đây là thông tin chi tiết. Ngân hàng nhà nước cho hay, mặt bằng lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, do đó lượng tiền gửi của người dân vào ngân hàng cũng thấp kỷ lục trong gần 10 năm qua. Bên cạnh đó, việc cho vay vốn cũng không dễ bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều ngân hàng chịu sức ép phải giảm chi phí đầu vào để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế nên không thể duy trì lãi suất huy động ở mức hấp dẫn như trước. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE cho biết, SHB đã cập nhật đầy đủ hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định. HOSE đã gửi văn bản tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX đề nghị cơ quan này phối hợp và hỗ trợ để SHB chuyển sàn như nguyện vọng của ngân hàng. Thưa quý vị, diễn biến tăng điểm mạnh mẽ trên thị trường phố Wall không đủ để thúc đẩy hoạt động mua lại tại thị trường khu vực châu Á, nơi những lo ngại về biến thể Delta đang lan rộng và tác động của nó đối với đà phục hồi kinh tế đang làm nhà đầu tư giảm dần niềm tin. Trong phiên ngày 16 tháng 9, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 1,46% xuống 24.667,85 điểm. Chỉ số Shanghai hải Composite tại Thượng Hải cũng mất 1,34% và khép phiên ở mức 3.607,09 điểm trong khi đó chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,62 điểm phần trăm xuống 30.323,34 điểm. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul giảm 0,74% và đóng cửa ở mức 3.130,09 điểm. Tiếp theo chương trình là những nhận định về chỉ số VN Index trong vĩnh phiên giao dịch sắp tới. Công ty chứng khoán BIDV BSC cho hay, thị trường giao dịch đi ngang trong phiên đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 9, độ rộng thị trường duy trì trạng thái tích cực với thanh khoản không đổi so với phiên trước. Trong khi đó, khối ngoại bán dòng tại cả hai sàn HOSE và sàn HNX, thanh khoản ở mức thấp cùng biên độ thị trường hẹp cho thấy các nhà đầu tư đang giao dịch khá thận trọng. Với xu hướng này, VN-Index có thể tiếp tục tích lũy quanh ngưỡng 1.350 điểm trong các phiên giao dịch tới. Công ty chứng khoán MB, MBS cho rằng thị trường tiếp tục giao động nhỏ trong vùng tích lũy khi VN Index chưa thể dứt được ngưỡng 1.350 điểm. Nhóm cổ phiếu Blue Chip là lực đầy khi bù đắp được áp lực bán dòng của khối ngoại tập trung ở cổ phiếu VIC. Xu hướng đi ngang của thị trường có thể kết thúc khi các chỉ báo kỹ thuật đang ủng hộ thị trường vượt ngưỡng 1.350 điểm. Bên cạnh đó, dòng tiền sẽ trở lại mạnh mẽ khi VN Index vượt kênh giảm từ tháng 7 ở ngưỡng 1.353 điểm. Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội SHS nhận định chỉ số Vinindex vẫn đang trong khoảng giằng co và sẽ cần sự bứt phá trong thời gian tới để bắt đầu một xu hướng mới. Dự báo trong phiên giao dịch tới Vinindex có thể tiếp tục biến động giằng co với biên độ trong khoảng 1.325 đến 1.350 điểm. Những nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tiếp tục canh những phiên hồi kỹ thuật để giảm tỷ trọng. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường, tránh mua đuổi ở thời điểm hiện tại. Theo công ty chứng khoán Yanta Việt Nam, Vinindex có thể tiếp tục thử thách tại vùng kháng cự 1.350 đến 1.355 điểm trong những phiên giao dịch kế tiếp. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng, do đó nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để cơ cấu lại danh mục. Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét chốt lời một phần tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và tăng dần tỷ trọng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 8 năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện 5 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh, tổng giá trị gọi thầu là 9.124 tỷ đồng, trong đó khối lượng trúng thầu đạt 6.524 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu là 71,5% ở cả hai kỳ hạn là 10 năm và 15 năm. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, ngày 16 tháng 9, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực châu Phi cho biết, mục tiêu hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho 40% dân số châu Phi vào tháng 12 sẽ khó thành hiện thực. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh châu Lục đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt gần 500 triệu liều vaccine. Châu Phi hiện mới có khoảng 50 triệu người, tương đương với 3,6% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Theo bà Moti, sự thiếu hụt này là do cơ chế phân bổ vaccine COVAX đã cắt giảm 150 triệu liều dự kiến được giao trong năm nay, chỉ cung cấp 470 triệu liều vaccine cho châu Phi, đủ để tiêm chủng cho 17% dân số. Người đứng đầu WHO khu vực châu Phi cho rằng, một số quốc gia sản xuất đưa ra lệnh cấm xuất khẩu và thực hiện tích trữ vaccine, khiến việc cung cấp vaccine sang châu Phi chậm lại. Trong tháng tháng 9, khoảng 95 triệu liều vaccine bổ sung sẽ đến châu Phi thông qua cơ chế COVAX. WHO cũng cảnh báo rằng việc tiêm chủng chậm chạp ở châu Phi có thể dẫn đến sự xuất hiện của các biến thể rất dễ lây lan. Thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc, ngày 16 tháng 9, Trung Quốc đã gửi đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã gửi đơn xin gia nhập Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đến Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Vương Văn Đào và người đồng cấp bên phía New Zealand cũng đã có cuộc điện đàm thảo luận về các bước tiếp theo sau khi Trung Quốc nộp đơn xin gia nhập. Việc gia nhập CPTPP sẽ là một động lực lớn đối với Trung Quốc sau khi ký kết hiệp định thương mại tự do đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP gồm 15 quốc gia vào năm ngoái, Reuters cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang muốn củng cố ảnh hưởng trong thương mại toàn cầu khi nộp đơn xin gia nhập hiệp định này. Ngày 16 tháng 9 trả lời trên kênh truyền hình LTV, người phát ngôn chính thức của Bộ ngoại giao Nga, Maria Sakharova tuyên bố Nga đã cung cấp cho Mỹ dữ liệu cụ thể về thực tế là Mỹ đã can thiệp vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, "Nga đã cung cấp cho Mỹ dữ liệu cụ thể, bao gồm ngày tháng và địa chỉ IP về thực tế là Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia và Washington không thể loại bỏ điều này chỉ bằng các tuyên bố." Nhà ngoại giao này cũng cho rằng sự kiên nhẫn của Nga vốn cho là đến nay đã kiềm chế việc dựng lên các rào cản đối với hoạt động kinh doanh của Mỹ tại Nga không phải là không có giới hạn. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã tuyên bố rằng tất cả thông tin về vấn đề đã được chuyển cho Washington và đang chờ lời giải thích.